Lỡ một người 49 cành tại một quán lẩu núp hẻm ở Vũng Tàu. Hôm nay cùng tôi đi thử xem có đúng như vậy không nha. Menu ở đây tôi thấy khá là đa dạng các món. Ngoài lẩu ra sẽ có các món về ốc, chân gà, một phần tôm nướng mình thấy khoảng chục con mà có 99 cành thôi. Một con tôm cũng khá to và cực kỳ tươi. Mình ăn đến đâu thì quán mới bắt đầu nướng đến đấy nha. Bọn mình đi ba người có gọi một cái lẩu tôm dơm 179 cành. Nước lẩu chua chua, ngọt ngọt và béo nhẹ. Lúc sôi lên là thơm lừng luôn. Hải sản ở đây phải nói là tươi rói luôn á. Lúc mà bạn nhân viên mang cái dĩa hải sản nhúng lẩu ra thì thấy tôm còn nhảy tanh tách luôn. Nhìn vậy là thấy uy tín rồi. Ngoài hải sản ra thì nhúng lẩu còn có thịt bò, cá viên, nấm và rau. Một nồi lẩu ba người khá chất lượng, tôi thấy với giá này khá là hợp lý. Ngoài ra tụi mình có gọi thêm nghêu hấp thái, ốc bông bơ cay và ốc hương trứng muối. Theo cảm nhận của mình thì ở khâu chế biến còn hơi mặn, nhưng mà bù lại ốc tươi ngon và khá nhiều. Tụi tôi gọi thêm phần chân gà để ngồi lai rai. Chân gà được tẩm ướp khá đậm đà, nướng lên vàng ươm thơm nức mũi. Một cặp như vậy chỉ có 25 cành thôi. Không gian quán ở vỉa hè nên chiều tối khá là mát mẻ. Ngoài ra nếu bạn đi ăn một mình thì có thể thử loại lẩu một người 49 cành nha. Còn đợi gì nữa mà không đủ đám bạn của mình làm một bữa cho ra tròn thôi.